Chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm ớt ngâm nước mắm, ớt xiêm xanh ngâm nước mắm. Với cách của mình chia sẻ đến các bạn, khi ớt mình ngâm với nước mắm ăn sẽ có cái độ giòn, rất là thơm và ngon. Thì nếu ai là đạo ớt thì sẽ rất thích cái món ớt ngâm nước mắm này. Bởi vì mùi thơm rất là dễ chịu. Cách làm thì cũng rất là đơn giản nữa nè. Thì bây giờ mình mời các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình. Để mình làm cái món ớt ngâm nước mắm này nha. Trước tiên là mình có 200 g ớt sim xanh. Các bạn có thể sử dụng những loại ớt khác nhưng mà mình thấy ớt sim xanh này nè, mình ngâm ăn có cái độ giòn ngon và ăn rất là thơm luôn. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn loại ớt này. Ớt thì mình lựa loại ớt trái đừng có non và cũng đừng có quá chín, bởi vì nếu non quá thì ớt sẽ bị hôi mà chín quá thì sẽ không còn cái độ giòn. Cho nên là các bạn lựa cái trái á nó vừa ngã và màu vàng hơi hơi như thế này nè là ớt nó vừa sữa sản chín thì mình sẽ sử dụng loại ớt này nha thì mình có mấy trái chín cho nên mình để luôn nhưng mà nếu mà các bạn ăn ớt chín thì nó sẽ không có giòn mình ngâm cũng vẫn được chứ không sao ha thì bây giờ mình sẽ đi lật bỏ hết những cái phần cuốn của trái ớt nè mình sẽ dùng cái kéo đó, các bạn cắt ngang cái phần cuốn trên đầu nó như thế này mình cắt ngang như thế này thôi chứ đừng có lật bỏ hết cái phần cuốn nếu mình lật bỏ hết đó thì nước mắm nó thấm vào nhiều quá thì trái ớt mình nó sẽ bị mềm nhũng ăn sẽ không có ngon cho nên là mình sẽ cắt ra như thế này thì lần lượt mình sẽ cắt hết những cái phần cuốn của trái ớt này ha khi mình cắt hết những cái phần cuốn này xong rồi thì mình chuẩn bị cái thao nước khoảng 500 ml nước lọc rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê lưng muối bọt nè các bạn quậy tan phần muối đi rồi mình sẽ cho phần ớt vào để mà mình ngâm mình ngâm với muối nhiều khi á, ớt các bạn mua ngoài chợ á, nhiều khi người ta xịt thuốc này kia nọ đó cho nên là mình ngâm muối lại cho nó chắc ăn hơn mình ngâm trong vòng là 10 phút mình sẽ đem rửa sạch lại trong thời gian đó mình chuẩn bị mình nấu nước mắm nè mình có 8 muỗng canh dung nước mắm 2 muỗng canh lưng đường cát một muỗng canh dung nước giấm gạo lên men các bạn dùng loại nước giấm nào cũng được và một muỗng lưng cà phê bột ngọt Bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi để mình nấu nước mắm Mình sẽ cho nước mắm vào nè Đường Bột ngọt Nước giấm các bạn sẽ cho vào hết luôn Và mình cho vào đây là 8 muỗng canh nước lọc Xong rồi mình sẽ bắt lên bếp nè Khi mà các bạn bắt lên bếp thì nước vừa sôi lên Mình lấy giá mình vẩy nhẹ cho tan đi cái phần đường này Mình nấu tầm khoảng chừng 2 đến 3 phút Tính từ lúc nước sôi cho nước sánh kẹo xuống một xíu là được rất là thơm luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình nhắc cái nồi xuống để mà cho cái phần nước mắm của mình nguội. Quay sang mình sẽ rửa đến cái phần ớt của mình. Trong thời gian mà các bạn rửa ớt á, thì mình chuẩn bị trước một cái thau nước đá như thế này, khoảng tầm chừng một cái tô nhỏ vậy nè. Các bạn đập nhuyễn rồi mình cho vào xíu nước ớt các bạn rửa sạch để ráo nước rồi mình nấu nước sôi nước sôi 100 luôn các bạn chế vào mình trụng vào trong cái thau ớt của mình nè nó mình chế vào mình chuẩn bị khoảng 500 ml nước sôi là được rồi rồi các bạn dùng cái rây nè trộn qua trộn lại mình sẽ vớt ra liền tầm khoảng 12 giây thôi là được mình trộn như vậy nè để cho ớt của mình giữ được cái màu xanh và mình cho qua nước đá là để cho ớt của mình nè, nó sẽ còn cái độ giòn và nó không bị mềm nhũng nó các bạn vớt ra hết luôn. Rồi mình ngâm cho cái phần ớt của mình á. Nó tan hết nước đá là được. Các bạn ngâm khi nào mà tan hết phần nước đá là mình mới vớt ớt ra. Nhìn ớt mình nó màu nó rất là đẹp luôn á các bạn và rất là thơm luôn. Nếu mà ai mà là đạo ớt á thì sẽ rất là thích cái loại ớt này bởi vì cái vị cay nó không có quá cay. Nó không quá cay nồng nhưng mà cái mùi thơm nó rất là dễ chịu luôn. Gia đình mình rất là thích cái món ớt này luôn á tại vì hồi xưa ba mình có trồng một cây á để dành ăn nguyên sớm luôn cây nó lớn và trái rất là nhiều luôn nước đá mình ngâm cũng đã tan hết rồi nè các bạn tan hết phần ớt rồi bây giờ mình sẽ vớt ra một cái rổ cho nó thưa như thế này mình không có cần phơi nắng các bạn có thể để ngay quạt á để cho ớt mình nó mau khô ráo ớt của mình các bạn phải để cho nó thật là khô ráo có trái ớt thì mình ngâm với nước mắm mình để lâu mình ăn dần được còn nếu mà các bạn mà để mà nó còn ướt trái ớt á mình cho vào á, nhiều khi nó sẽ bị hôi, nó bị lên men, ăn sẽ không có được ngon. Khi mà ớt mình đã khô ráo xong rồi nè, mình sẽ cho ra ngoài một cái tô và mình cho cái phần nước mắm lúc nãy mình nấu á. Nước mắm các bạn nấu mình phải để cho nó nguội 100% mình mới cho vào ngâm với ớt, chứ còn nóng mình ngâm với ớt thì ớt mình sẽ không còn được giòn và thơm nữa. Cái lượng ớt và cái lượng nước mắm mình nấu cũng vừa phải luôn nè. Rất là thơm luôn các bạn ơi thì khi mà các bạn cho nước mắm vào mình trộn đều lại đi cái mình chuẩn bị một cái keo sành hoặc là một cái keo nhựa cũng được mình lao cái keo mình cho thật là khô gáo rồi mình sẽ cho cái phần ớt này vào trong cái keo nè rồi mình để bên ngoài khoảng tầm chừng 2 ngày cho nó thấm cái phần nước mắm của mình đó rồi các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để mình ăn dần mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình ăn nó rất là lâu luôn mình để ăn dám cả năm luôn á các bạn bởi vì nó ngâm với nước mắm sẽ không có bị hư và quan trọng nhất khi các bạn ăn thì mình phải dùng một cái đôi đũa sạch hoặc là một cái muỗng sạch để mà mình múc thì như vậy ớt của mình mới bảo quản được lâu và ngon vậy là video của mình chia sẻ đến các bạn cũng đã kết thúc rồi nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ một like và một đăng ký kênh các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó đến khi mình có ra video mới các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau